Lời bài hát thật dễ thương. Khi em khóc dù phong ba, anh cũng sẽ đến với em. Dù anh không ngăn được dòng nước mắt, nhưng anh sẽ cùng khóc với em. Và khi nụ cười em long lanh, thì lòng anh rạng vỡ niềm vui, hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Hà Quang Đông. Thưa quý vị, từ đầu đến giờ chúng ta đã nghe những người trong cuộc kể về những chuyện tình, những trắc trở và có những câu chuyện đã thành công và qua sự chia sẻ của anh Trường vừa rồi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thì chúng tôi cũng nhận được những cái lời chia sẻ của những bạn không khuyết tật gửi gắm đến các bạn khuyết tật về vấn đề tình yêu. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn. Có thể bạn có chút khiếm khuyết hoặc thậm chí là một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng xin đừng khép chặt trái tim. Tất cả những điều đó đâu ngăn được tình yêu mà chúng ta dành cho. Hãy cho chúng tôi cơ hội để thể hiện điều đó được không? Xin cảm ơn chương trình đã lắng nghe lời tâm sự của mình. Chương trình thật sự rất hay và nhiều ý nghĩa. Nhờ chương trình gửi đến bạn gái em Hoàng Lê Nguyên, quận 10 lời nhắn: nếu em nghe được chương trình này thì hãy liên lạc với anh nhé. Anh biết em vẫn còn nhớ số điện thoại của anh. Em vẫn thường đọc rõ văn vách còn gì. Anh đã đến đây như lời hứa dạo trước với em. Thưa quý vị, và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ được chào đón một lá thư sống thứ hai. Và bạn đã viết và gửi về chương trình với kết quả tình yêu mình như sau: kết quả 10 năm dài đấu tranh và chờ đợi không ngưng nghỉ của hai đứa, 80% là từ anh, em chỉ góp phần 20%. Chính sự đấu tranh này đã dần thuyết phục ba má em. Hôn lễ của hai đứa đã diễn ra đầy đủ lễ nghi của một đám cưới chính thống. Ba má và anh chị của em đã khóc trong nụ cười rạng rỡ. Hai họ trai gái cũng không kìm nổi xúc động tràn ly khi thấy anh đẩy xe lăn đưa em lại bàn thờ ông bà. Hai đứa cùng khóc trong ngày hạnh phúc. Chúng tôi xin mời hai bạn Hà Hiếu cùng lên chia sẻ với bạn quý vị và các bạn hôm nay niềm hạnh phúc của mình. Quý vị tiếp tục cho một tràng pháo tay cho bạn Hà và bạn Hiếu. Xin mời thiên thần Tóc Quanh cùng lên luôn đi ạ. Cho một tràng pháo tay cho bé ạ. Con lên ngồi với mẹ đi con. Xin chào hai em. Bây giờ mời hai em trước hết là xin tự giới thiệu về mình. Bây giờ em Hà nói trước nha. Xin chào chị Ngọc, chào anh Cử, chào anh chị em ở đây, các bạn. Mình tên Hà, ông xã của Hiếu. Dạ, xin chào các anh chị. Mình tên là Hiếu, bà xã của Hà. Và đây là con gái của Hiếu Hà. Thưa quý vị, và cũng trước tiên thì cũng thành thật xin lỗi anh Hà, tại vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ đặc biệt, và cũng không muốn anh chuẩn bị gì nhiều để cho cái chuyện tình của anh nó được tự nhiên hơn, nên chúng tôi không có báo trước cái mục đích của ngày hôm nay, dùng chiêu khác để mời anh đến. Thì để bắt đầu chương trình giao lưu thì chắc là xin hỏi anh chị, trong suốt 10 năm chúng ta quen nhau, chúng ta đấu tranh để có được hạnh phúc, thì chắc là anh chị có rất là nhiều những kỷ niệm vui buồn. Vậy anh chị có thể chia sẻ một số cái kỷ niệm vui mà khi hai người hẹn hò với nhau bên ngoài không ạ? Thưa anh Cử, trong thời gian mà chúng tôi tìm hiểu mà yêu với nhau á, thật sự là vui thì ít mà buồn thì nhiều. Nhưng mà cái buồn của hai đứa tôi rất là nồng nàn. Một cái buồn nồng nàn. Dạ. Mời Hà có thể chia sẻ với lại quý vị là buồn và nồng nàn. Dạ.
cái kỷ niệm buồn nào mà nồng nàn ạ? Vì cái chuyện tình của mình đó là buồn, là buồn ở chỗ là hai bên gia đình không đồng ý cho hai đứa em đến với nhau, là phản đối quyết liệt luôn á. Mà em cả nào em cũng ban quá hết trơn, cả nào em tấn tới cho bằng được. Còn cái vui của mình đó là vui nhất là hai đứa tụi em đến được với nhau trong thời gian 11 năm đó. Kỷ niệm của chúng em đó là khi mà buồn buồn, khi mà bị chuyện này chuyện nọ mà cản trở chúng em đó, chúng em cứ để bộ từ chỗ câu lạc bộ Lan Anh, chúng em cứ để bộ ra ngoài Sài Gòn sông Bạch Đằng ngồi ngắm cảnh, hai đứa ra đó cùng chia sẻ với công viên ra đã rồi đi về vậy đó. Và cứ kéo dài 11 năm như vậy á, tụi em mới đến được với nhau đó. Cái bà chị Hiếu có nhớ kỷ niệm nào vui vui của hai người khi mình đi hẹn hò không ạ? Ví dụ mà ở công viên đó có gì vui không ạ? Dạ, câu hỏi của anh Cử làm Hiếu nhớ lại cái kỷ niệm ngày lễ tình nhân á. Tại vì mình là người khuyết tật thì mình không có đi mà mặc dù lúc đó thì có người yêu của bên cạnh, nhưng mà khi mà đi ngang mấy cái em sinh viên mà bán hoa ngày lễ tình nhân á, tại vì lúc đó hai đứa cũng tài chính cũng còn eo hẹp nên không có, cũng thích được tặng hoa lắm nhưng mà không dám nói. Thì các bạn sinh viên thì chạy theo nhưng mà không biết chạy theo phía sau. Lúc mà anh Hà đẩy tốc độ hơi nhanh nó chạy theo, anh chị ơi dừng lại cho tụi em tặng hoa anh chị. Khi mà Hiếu cầm bó hoa, Hiếu xúc động không biết nói sao mà quên cảm ơn luôn. Vì lúc đó thì các bạn sinh viên nói là em bái phục anh. Vậy là chị Hiếu coi chị xin lỗi hai anh chị, là hình như em nhớ nhiều hơn hai anh chị đó. Nhớ hai anh chị có kể một lần nào đó mà mình đi uống cà phê đó, có vụ uống cà phê không ạ? Nhớ không ạ? Bây giờ nhớ rồi, Hiếu kể lên đây xúc động quá quên đúng không ạ? Anh Hà có nhớ là mình đi uống công viên Bạch Đằng uống cà phê đó. Anh uống cà phê, em ăn kem á, ăn kem dừa. Thì khi mà anh Hà đẩy vô tới cổng thì người bảo vệ chặn lại liền. Cái người bảo vệ đó nói là xin lỗi anh chị, ở đây không có cho đi vô bán vé số, mời anh chị ra. Đó em phản ứng thế nào ạ? Lúc đó anh Hà phản ứng chứ không phải em. Nào phản ứng sao anh Hà? Lúc đó cái anh bảo vệ đó gì đó, cái mình nói là anh tự tôi vô đây để ăn kem chứ tôi không có bán vé số. Vậy thì anh bảo vệ mới cho là hai đứa tôi vô. Anh có phải móc bóp ra chứng minh anh có tiền không? Mình nghĩ chắc không đến nỗi đó đâu. Có còn một chuyện này nó rất là vui. Lúc đó mình nói chung là cũng còn lông trong công việc dữ lắm. Thật sự là trong bóp mình lúc đó là còn được 200.000 á. Cái nói chung lúc đó mình với Hiếu buồn nhưng mà được thương dữ lắm. Cuối cùng tôi cũng làm liều đại luôn, tôi hỏi, tôi đẩy Hiếu đi hoài ra cái đường Nguyễn Huệ. Cái Hiếu hỏi anh đẩy đi đâu, anh nói đi đâu đại, chừng nào mỗi chân ghé à. Cuối cùng mình đẩy cho Hiếu lên trên cái khách sạn ghép á. Hiếu cũng bất ngờ, tự nhiên ta không vô khách sạn rồi cũng hơi bất ngờ một chút. Em cũng hơi tò mò đó. Cái mình lên đó, nói chung em bảo vệ ở trong khách sạn đó, người ta cũng hỏi là giờ bạn cần gì. Nói chúng em vô uống cà phê. Nói vậy thôi mày lên sân thượng. Rồi vô lên sân thượng, cái chừng tính tiền xong rồi cho mình còn mấy chục ngàn. Nhớ nhiều cái nó cũng vui. Trong lá thư của Hiếu gửi về chương trình thì Hiếu có viết như thế này. Trong những tháng ngày đầy